không có nói nhiều. Hôm nay á mà không có tiền đưa tôi á là không yên với tôi đâu. Chú ơi, chú làm ơn giúp đỡ vợ chồng con, cho vợ chồng con thiếu ít ngày nữa nha. Tụi con hứa là tụi con sẽ cố gắng sắp xếp. Dầu gội mộc thảo xưa, ngăn ngừa nấm da đầu, hạn chế bạc tóc, ngăn chặn rụng tóc. Siêu khuyến mãi, combo 3 chai, giá 504.000, nay chỉ còn 399.000. Ủa, anh đi làm về rồi hả? Anh khát nước không? Để múc nước cho anh uống nha. Khỏi thì anh không uống đâu. Bộ, anh có chuyện gì hả? Sao nhìn anh buồn quá giờ? Chán quá. Mất xe của khách rồi. Xe. Sao lại mất xe? Thì bây giờ ca của anh có hai thằng trực. Thằng kia là mất xe thì anh phải chịu chung chứ sao? Chịu chung là sao? Đền chứ sao? Đền nhiêu? 20. Có 20.000 thôi mà làm em căng thẳng quá. Thôi đừng có buồn, tí em cho tiền đi trả. Gì mà 20.000? Mất xe máy chứ phải mất xe đạp đâu, 20 triệu. Anh nói cái gì? 20 triệu? Trời ơi, giờ nhà mình không có tiền, tiền đâu mà đền 20 triệu? Tiền nhà mấy tháng thiếu còn chưa trả nữa kìa. Mỗi tháng chi tiêu đủ thứ hết á. Cái thằng đó, sao mà nó bất cẩn, vô trách nhiệm như vậy. Em đừng cằn nhằn nó được không? Cằn nhằn hoài như cái đầu quá. Nãy giờ em nói gì mà cằn nhằn anh? Em nói có gì sai đâu? Không có sai, nhưng mà em nói không giải quyết được vấn đề gì hết trơn á. Chú Cường. Giờ sao? Đi phòng trọ của tôi á. Vợ chồng của cậu á có chịu trả không? Trong ngày hôm nay không có đó. Thì dọn đồ cuốn khỏi cái phòng trọ tôi. Chú ơi, chú thông thả cho tụi con ít ngày nha chú. Tại vì giai đoạn này vợ chồng con cũng đang khó khăn á nha chú. Con năn nỉ chú á. Tôi nghe than thở câu này á là 3 tháng rồi đó. Không có nói nhiều. Hôm nay á mà không có tiền đưa tôi á là không yên với tôi đâu. Chú ơi, chú làm ơn giúp đỡ vợ chồng con, cho vợ chồng con thiếu ít ngày nữa nha. Tụi con hứa là tụi con sẽ cố gắng sắp xếp. Chú ơi, chú thông cảm cho tụi con đi. Tụi con cũng đang khó khăn trong cái công việc đó chú. Bây giờ tụi con kẹt lắm. Chú thông cảm nha chú. Tôi thông cảm cho cậu, rồi ai thông cảm cho tôi? Con còn vài trăm nè. Thôi chú cầm đỡ đi rồi con gửi tiếp cho chú đó chú. Không cảm ơn chú. Được rồi, không lo, mà giải quyết cho xong cái tiền phòng trọ cho tôi á. Còn nếu không á, tôi lấy phần lại cho người khác thuê đó. Dạ tụi con biết rồi, tụi con cảm ơn chú. Anh lo mà kiếm tiền đưa cho ổng đi. Anh biết rồi, để đi kiếm việc làm thêm. Kiểu mày chết luôn á. Đúng rồi đó. Em thấy là ổng không có cho thiếu nữa đâu. Anh mà không lo trả cho ổng, ổng đuổi cổ ra khỏi nhà. Lúc đó không có chỗ ở đâu đó. Thiệt luôn. Anh đang rối lắm mà em cứ nói hoài. Em nói mấy cái lời đó được giải quyết gì đâu. Thôi đừng nói nữa, để anh yên đi. Ừ. Vậy thì từ nay anh đừng có nói gì với tôi hết á. Có gì tự anh chịu đi. Ừ.
Giờ ơi, anh đi làm nha. Cho anh xin lỗi chị hôm qua nha. Thôi mà, đừng giận nữa mà. Anh biết anh sai rồi. Bây giờ giờ muốn làm gì, anh cũng chịu hết. Đi làm cẩn thận, chiều nhớ về sớm. À mà chút nữa ông chủ nhà trọ tới đòi tiền phòng á, thì em nói cho mình nợ nha, để anh giải quyết xong vụ kia nè. Em biết rồi. Qua phòng con đi, con trả tiền phòng cho chú nha. Dạ. Tiền tôi đâu? Anh làm cái gì mà sợ em dữ vậy? Em có ăn thịt ăn cá anh đâu. Tôi qua đây lấy tiền phòng, cô có tiền thì đưa tôi để tôi còn đi về nữa. Thì em cũng đang tìm cách để trả nợ cho anh nè. Ý cô là sao? Em mời anh vào phòng, muốn thực hiện một giao dịch chứ ha. Giao dịch gì? Cô nói đi. Chỉ cần anh chịu trừ 3 tháng tiền nhà của vợ chồng em, thì anh muốn cái gì em muốn gì nữa hết. Cô nói thật chứ? Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô nói đi. Chuyện này chỉ có em và anh biết thôi. Còn chồng cô thì sao? Ông đi làm suốt ngày à, có nhà đâu mà anh lo. Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa, mọi việc về sau để em giải quyết nha. Ok em. Nay ngộ ta. Em nấu mấy món này hả? Ừ, em nấu toàn những món anh thích thôi đó. Ngon quá rồi. Mà đâu ra có tiền mua mấy món này nấu nè. Thì mấy hôm trước anh cho em tiền á, em đâu có xài gì đâu. Xong rồi à, em để dành. Thôi anh đi, đừng có hỏi mấy chuyện đó nữa. Dạ em đi. Cảm ơn chồng. Ngon quá. Ngon rồi, chồng ăn nhiều luôn nha. Mà mấy ngày ông Cường có qua đồ tiền không em? Em có hứa với ổng là 10 ngày nữa mình trả rồi. Ổng cho là không sao đâu. Thôi, để tí anh gọi ổng qua lấy tiền luôn. À, không được đâu. Ủa sao không được? Mà thì nó có vậy. Hả? Em mới mượn bạn của anh, cuối tháng lãnh lương anh trả tiền cho nó luôn. Đóng đỡ cho ổng vô chửi hoài. Thôi, ổng không có chửi đâu chồng. Để nghĩ là thực sự nó mỏng được. Lúc sau gì cũng đóng mà. Đóng chậm luôn đi chứ để thiếu hoài phiền phức.
Em gọi nha. Xối xả bây giờ gọi hoài mà không bắt máy. Kỳ á. Nè. Chồng đưa tiền cho vợ nè. Mai có gì đóng cho ổng nha. Dạ, dạ đúng rồi. Hay quá. Không cầm không. Chán sống rồi hả? Chồng tôi mới ở đây đó. Anh nó đi rồi á, nó vô mà. Cho dù như vậy, ông cũng không được tùy tiện như vậy chứ. Thôi mà em yêu, dù sao á, thì anh cũng đến đây rồi mà. Anh đi về đi, hôm nay tôi không có hứng. Cô nói vậy là sao? Tôi với cô á, đã thỏa thuận những gì? Tôi xóa nợ cho cô rồi, bây giờ cũng muốn lật lọng hả? Tôi không có ý đó. Nhưng mà ông làm cái gì thì cũng phải tôn trọng tôi một xíu. Chứ không phải là muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống đâu. Rõ ràng là tối qua cô nhắn tin cô kêu tôi lên mà. Bây giờ cô lật lọng hả? Tối qua tôi nhắn tin cho ông nào? Đây nè, tin nhắn cỏ trong điện thoại tôi nè, cô coi đi. Tôi không có nhắn cho ông. Cô còn nhắn á, vậy thì ai nhắn? Là tao nhắn đó. Sao anh lại về? Không về đây thì làm sao tôi thấy được cảnh này. Vậy thế nào, đào cổ. Mày tính gian díu với nhau tới bao giờ nữa? Hả? Không, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích. Cô im đi! Mày dám gian díu với vợ tao? Mày muốn chết hả? Cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh. Tất cả
là do vợ cậu kìa. Cậu nói á, nếu mà tôi thì xóa nợ cái tiền phòng á, cậu cho tôi ngủ với cổ. Mày cút ra khỏi đây trước khi tao giết mày. Mày còn gì để nói với tôi không? Nếu anh biết hết tất cả rồi thì em không còn gì để giải thích với anh. Mất xe máy chứ phải mất xe đạp đâu, 20 triệu. Anh nói cái gì? 20 triệu? Vợ chồng của cậu á có chịu trả không? Trong ngày hôm nay không có đó thì dọn đồ cuốn khỏi cái phòng trọ tôi. Em không xứng đáng nha. Dầu gội mộc thảo xưa, 100% từ thảo dược thiên nhiên, ngăn ngừa nấm da đầu, hạn chế bạc tóc, ngăn chặn rụng tóc. Siêu khuyến mãi combo 3 chai giá 504.000, nay chỉ còn 399.000. Gọi ngay 0358 737 340 để nhận siêu ưu đãi ngay hôm nay.